Anh em này, đây này, lăng xê đi câu về để đằng sau máy tính này, hoặc là cái chỗ 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 nào đấy mà khô ráo một chút này, lưỡi câu không bao giờ nó bị rỉ anh em nhé. Này thì bây giờ hôm trước là mưa gió đấy, hôm trước đi câu đấy mưa gió này là tôi để thành một đống như này, tôi hôm đấy đều mưa to có lười gỡ, bây giờ tôi mới gỡ ra anh em xem nhé. Đây này, lăng xê hôm nay tất cả cái chỗ này là do 3 ngày buộc liên tiếp này. Đây, lăng xê này, lấy lăng xê này. Anh em này, anh em nhìn nguyên một mớ vòng vòng luôn, nhìn trông chán chưa? Nhìn thế thôi nhưng mà gỡ ra nó cũng dễ mà. Hơi loằng ngoằng tí thôi nha. Đấy, xong một bộ rồi. Hạt số hôm trước này đây anh em, đây là tôi lười này. Các bạn là tôi để luôn ở trên máy tính anh em hiểu không? Tôi về phát là tôi bỏ ra tôi để luôn ở trên máy tính, đâm ra là lưỡi câu nó mới không rỉ này. Kể cả tôi để xốp nó vẫn không rỉ này anh em này. Đấy, vẫn sáng bóng này. Nếu mà anh em tốt nhất là về một cái anh em gỡ xốp ra cho tôi. Đấy, ok. Về một cái gỡ xốp ra luôn và để đằng sau tivi hoặc máy tính gì đấy thì anh em sẽ dùng được rất chi là lâu đấy. Nhìn thì nó một mớ đấy thôi nhưng mà gỡ ra rất chi là dễ mà này. Đấy, anh em này, bóng nhảy này không, anh em mà để đằng sau cái máy tính tivi đấy thì nó bóng nhảy luôn này, không vấn đề gì cả nhá. Còn nếu mà đây cách đây chắc là phải hình như là 1 tuần thì phải, mà về tôi để cái môi trường không tốt, không phải đằng sau cái máy tính này thì chắc chắn là nó sẽ rỉ rồi. Anh em để thế thì không bao giờ rỉ luôn. Mấy cái móc khóa nó dính vào nhau rồi lưỡi câu nó móc xiên móc xẹo. Ngày mùng 2 tháng 9 này đang định anh em đang tổ chức đi câu, đang chưa biết câu ở đâu đây. Đấy, đơn giản mà đúng không? Gỡ cái ra luôn. Đây, lưỡi vẫn bóng nhạy anh em này. Để sau máy tính phát về gỡ lưỡi vẫn bóng nhạy luôn, không vấn đề gì cả. Đây, 6 bộ hôm trước mà mang đi câu hôm nay về vẫn còn nguyên 6 bộ. Xong rồi lại để sau máy tính thôi. Sau đi câu thì chỉ việc lắp xốp vào câu. Nhìn thì nó rối tinh rối mù đấy, bởi vì lúc bây giờ là tối, cái thứ nhất, cái thứ hai là mưa to nữa, à, cứ túm được bộ nào là rửa sạch đi xong là mang về thôi, chứ ngồi đấy gỡ nữa thì mất thời gian ướt. Này cái bộ này rối ác này. Ba bộ rồi kinh quá. Cái clip mà hôm trước đi câu đêm đấy, câu lăng xê đêm. Thực ra câu lăng xê thì anh em mà cố gắng câu đêm thì tốt hơn. Câu đêm thì nó hay bắt được cá cụ hơn mà nhiều ban ngày.
tỷ lệ nó dính các cụ cao hơn. Ra đây là tay tôi bình thường nó cũng đánh tiết canh nhỉ, nên là tôi gỡ nó mới lâu như này, thì cần anh em mà tay không đánh tiết canh thì gỡ xong lấy cũng đơn giản thôi mà nó không đến nỗi lỗi phức tạp đấy. Ok, bộ này tự ra luôn này. Một câu mà tôi cứ vứt lăng xê cho chết như này thì thường là chỉ có đi đêm thôi, đi đêm mà không có thời gian trau chuốt thì mới vo gọn tất cả, để cả xốp xếp các thứ như này mang về. Thì chỉ cần bình thường là tôi không bao giờ tôi để xốp, bình thường là câu xong cái là tôi đã tháo xốp ra luôn được cơ. Xốp để mắc vào lưới câu đến một tuần rồi. Đấy, ok xong. Tôi đang ngồi nghỉ giải lao bộ lưỡi câu, đang ngồi dừng nghỉ giải lao buộc liên tục 3 ngày rồi, chỗ này không biết bao nhiêu bộ nhưng mà khá nhiều đấy. Lưỡi câu này là cứ câu khoảng tầm được 20 buổi thì lưỡi nó sẽ chuyển sang màu bạc, màu bạc giống như kiểu màu bạch kim ấy. Đấy, ok anh em, gỡ xong 6 bộ lăng xê. Xong 6 bộ này, lại để vào chỗ cũ này. Đấy, tách rời rồi thôi. Đây còn là lăng xê buộc cho anh em này, anh em nhìn rất chi là nhiều. Lần này thì theo hàng để gửi với anh em. Khi hoàn thiện thì nó sẽ có bộ lăng xê như thế này. Tôi làm được một số rồi, cũng gửi đi cho khá nhiều anh em rồi. Đây, khi hoàn thiện nó sẽ có bộ lăng xê như này anh em. Anh những em nào dùng thử rồi thì dễ rất chi là hay. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho tôi là được rồi, nó sẽ tự động liên lạc anh em. Ok đấy anh em cứ đi câu nhớ nhá, này video này video thứ hai tôi hướng dẫn anh em đi câu về bảo quản lăng xê đấy. Bỏ sau tivi hoặc máy tính hoặc cái gì đấy mà nó nóng, nó có điện nó hấp lên rất chỉ là bền ngon. Còn cái dây linh, còn cái dây linh câu của lăng xê ấy, anh em cứ câu được khoảng một thời gian thì anh em nhớ kiểm tra cái dây linh, nếu mà thấy xước xước các thứ thì anh em cắt ra buộc lại. Ok. Đây, chào anh em nhé.